Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình một truyện ngắn của tác giả Châu Minh Hằng, truyện ngắn được mang tên Hoa Lệ. Xin mời cả nhà cùng lắng nghe. Tôi ngồi ngay trước nhà, trong đầu vẫn dơ những suy nghĩ vô định. Tôi chẳng buồn làm gì, chỉ ngồi dán mát vào một nơi xa xăm nào đó trước mắt. Rồi tôi nghĩ về cuộc đời của chính mình. Sáng cà phê, chiều trà đá cùng điếu thuốc lào. Tôi ngồi đó hàng mấy giờ liền, hít một hơi rồi nhìn khói bay ra, mặc cho ly trà tan hết đá. Tôi suy ngẫm về cuộc đời mình. Lần đầu tiên tôi ý thức được nỗi buồn lo đang dần xâm chiếm cơ thể tôi nhiều như thế nào. Học xong, tôi về ở với cha mẹ. Một năm hơn không làm việc gì, chỉ giúp mỗi việc tính toán mấy cái sổ sách vào cuối tháng, xong nhận lương cho mấy việc vặt đó. Mở mắt ra mỗi sớm, đồ ăn đều được bày sẵn. Tôi ăn xong, liền ra mấy hàng quán ngồi tám, đến tối rồi lại về. Tôi không thiếu người nói chuyện, cứ bước chân ra đường, là ai cũng biết con thiếu gia giàu nhất nhì vùng này, nên ai cũng lại gần là chuyện đương nhiên. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận thức được mọi thứ xung quanh mình giả tạo đến mức nào. Cha mẹ mất chưa được nửa năm, tôi đã phải nghe nhiều lời bàn ra tán vào không mấy hay ho. Cứ ra khỏi nhà thì ai cũng biết là con thiếu gia, thậm chí tiền ở đâu có thì họ cũng biết nốt. Dù sao nhà tôi hai đời buôn bán khá khẩm, nổi nhất cái khu này, tiền dùng đến đời cháu tôi cũng không hết, ăn không ngồi rồi cũng có cái mà xài. Vậy mà tôi lại phải bán cái cửa hàng của cha mẹ cho kẻ khác, chỉ để có thể tiếp tục duy trì cái cuộc sống xa hoa này lâu thêm chút. Bán được mớ tiền, nỗi buồn tan biến, tôi tìm được cho mình thêm vài thú vui mới. Sáng buồn thì tôi có vài ông bạn thiếu gia chơi cùng, tôi cùng họ lên sòng bạc, bao nhiêu phụ nữ vay lại, ai mà buồn được chứ. Rồi một hôm, tôi đến như mọi khi, tôi nghe được cuộc nói chuyện của một đôi nam nữ nào đó về tôi. Chỗ tôi đứng không xa hai người này, đủ để nghe rõ mồn một toàn cuộc đối thoại. Tôi núp ngay phía tường, tránh ánh đèn đang chiếu sáng mập mờ ở lối đi có thể làm tôi lộ diện. Họ bàn về tôi, thiếu gia giàu nhất nhì cái vùng này. Nhưng lạ, lạ quá. Họ nói mà như chửi, nói tôi là cái thằng vô tích sự, chẳng làm được gì ngoài dùng tiền ăn chơi, đến lúc cha mẹ mất cũng chẳng chừa, bởi nhà giàu nên xài tiền để lạc lối, nên cũng chẳng màng kiếm thêm nữa. Tôi nhìn ra phía họ thì thấy đó là Hoàng hay đi cùng tôi, cùng với nó là cô gái hay ve vãn mỗi khi tôi đến đây. Nhìn chúng mà tôi thấy mình đang bị qua mặt. Nhìn ngoài có vẻ như cô ta thích tôi thật, cứ nói mấy lời như rót mật vào tai. Còn thằng bạn kia thì tôi cũng thân lắm, cứ mở miệng ra là khen tôi hết lời, tơn bốc lên tận mây xanh. Thế mà không có tôi, chúng nó mới lộ ra bản chất của một lũ nịnh hót. Cô ta là người tình của nó, từ trước đến giờ bọn nó hợp kế moi tiền tôi. Bề ngoài thì thân tình, bên trong thì hóa sói lúc nào không hay. Được, được lắm, bọn này cũng hay lắm. Nhưng mỗi khi, tối nay tôi có một trận bài, nhưng tâm trạng đâu mà chơi cho được nữa. Chơi để bọn chúng moi tiền, nịnh hót, rồi moi đủ, bọn chúng mới lật mặt ra, thì tôi có mà ngu mới để thế. Tôi về nhà, chưa bao giờ tôi ở nhà một mình trong đêm tối. Kể từ khi cha mẹ mất, căn nhà càng trở nên lạnh lẽo, nhìn căn phòng không còn một ai. Tôi chợt thấy bản thân mình cô đơn. Xung quanh trai gái tôi đều không thiếu, muốn kết nghĩa tình anh em với ai cũng được. Nhưng giờ tôi lại băn khoăn, liệu tất cả có phải là thật? Tôi hoài nghi về chính bản thân mình, về thực tại, về mọi thứ mà tôi có được. Nhưng nhìn lại,
tôi đã có gì chứ? Sau hôm đó, tôi chẳng có thêm dịp nào để ra ngoài. Nếu có thì chỉ là cuộc dạo bộ đôi chút, kiếm thứ gì mua rồi lại về. Trước cứ mở mắt ra là có người ăn kẻ ở hầu hạ tận miệng, còn bây giờ thì không lấy một ai. Nhà còn ai để mà hầu? Bao nhiêu người tôi đuổi, đuổi cho hết, không sót lấy một ai. Cứ muốn ăn thì ra ngoài, ăn có bạn, uống có bè. Ở nhà một mình làm gì cho chán? Nhưng giờ nhìn ai, tôi cũng thấy dối trá, lừa lọc để moi tiền. Ở nhà không có ai, cũng không biết nấu nướng. Tôi bỏ luôn cả bữa sáng, rồi làm ly cà phê trước khi ra ngoài. Tôi nghĩ ra ngoài lúc này sẽ khiến tôi dời bớt đi nỗi cô đơn. Nhưng không, bao nhiêu suy nghĩ hoài nghi cứ tràn ngập đầu tôi. Nên tôi về nhà, lấy giấy ra định viết gì đó, nhưng lại chẳng thể nghĩ được gì. Học nghề viết, nhưng học xong cũng chẳng phải lo tiền bạc, thì cần gì phải viết kiếm tiền. Trang giấy trước mắt, tôi bàng hoàng khi nhận ra, suốt những năm tháng đi học, bao nhiêu tiền bỏ ra mà tôi lại không thể viết nổi một từ gì ngay lúc này. Tôi lên giường, nhìn trơn trơn vào trần nhà, rồi ngủ từ lúc nào không hay. Tỉnh dậy thì cũng đã chiều, bụng tôi gào thét, nhưng lại không có gì có thể thôi thúc cơ thể tôi đi ăn. Ngồi trước nhà uống trà, cầm trên tay một điếu thuốc, tôi nhìn chằm chằm về khoảng không trước mắt mình, nhìn nhận nghiêm túc lại mọi thứ trong cuộc đời. Tôi thấy thật cô đơn. Tôi ước rằng, giá như có người thật lòng muốn ở bên tôi lúc này, một người phụ nữ chẳng hạn. Ngoài tiền bạc thừa kế, một lúc nào đó sẽ cạn ra, tôi có gì để khiến người ta hạnh phúc? Mà giả sử có người ở bên tôi đi chăng nữa, thì tôi có gì để lo, để giữ cho người ta ở cạnh mình? Càng nghĩ, tôi càng thấy bản thân mình vô dụng. Trước giờ, ai cũng nói tôi sinh ra ở vạch đất. Tôi cũng nghĩ bản thân chỉ cần sống lạc quan, vui vẻ bên cha mẹ là làm tròn trách nhiệm. Nhưng không, không hề. Bởi thằng vô trách nhiệm nhất trên đời này chính là tôi. Thằng con không làm được gì ngoài phá tan cái gia sản này. Cả đời tôi chưa từng buồn như thế này. Dường như có cái gì đó nhói ở tim. Tôi buồn, buồn lắm. Tôi tha thiết muốn có một người ở bên, dịu dàng, yêu tôi say đắm. Nhưng người như tôi, làm gì có thể biến điều ước hão huyền đó thành sự thật được chứ? Thật mơ mộng. Rồi tôi thử viết, cố gắng nghĩ ra một câu chuyện. Nghĩ một hồi, mắt lão đảo xung quanh. Nhưng chẳng gì có thể khơi gợi nên cảm hứng sáng tác trong tôi. Mọi thứ thật nhạt nhẽo, vô vị và vô hồn. Sao lạ thế nhỉ? Tại sao tôi lại sống trong một cái thế giới chán chường như thế này? Không lẽ là do chính tâm hồn tôi đã như thế? Tôi thu dọn hành lý, định sẽ tới một nơi hoang vu nào đó để có thể tìm thấy cảm hứng sáng tạo khi hòa mình với thiên nhiên. Ngồi ngẫm nghĩ, có lẽ tôi cần nửa tháng, chừng đó thời gian là quá đủ để tôi hoàn thành một bản truyện. Thả mình để hình dung ra tâm trạng sau khi hoàn thành một tác phẩm. Tôi háo hức muốn đi ngay. Nếu viết xong rồi, có thể tôi sẽ được nhiều người biết đến cũng nên. Sẽ có một khối tiền, rồi người người dây quanh. Lúc đó chẳng lo tiền hết khi dùng nữa rồi. Tôi chọn một nơi cách xa thành phố. Có vẻ còn thô sơ, chưa nhiều người sinh sống. Tôi đi xe đến đó, cùng nhiều điều mới lạ đang chờ đợi. Đây là lần đầu tôi đi xe. Cái cảnh chờ xe, rồi ngồi trên xe đầy người. Mùi chợ, mùi mồ hôi hòa cả vào nhau làm tôi xém ói. Xung quanh thì tiếng còi in ỏi. Đá dậy còn nóng. Tôi khó chịu tự hỏi. Không biết ai lại có thể chịu đựng được cái cảnh này cơ chứ. Thật quá khủng khiếp. Tôi cố tự trấn an mình bằng những suy nghĩ vu vơ trong đầu. Đến một nơi tôi chưa từng đặt chân tới. Tôi nào có biết đường để mà đi. Thôi, đành miễn cưỡng chịu cảnh này một lần xem sao. Tôi cũng có thể viết về chuyến xe này như một trải nghiệm của đời mình. Xe dừng bên một cái cây lớn. Xung quanh không có lấy một ngôi nhà, một phương tiện gì để đi lại.
chỉ có mỗi cây lớn đứng một mình giữa đồng lúa xanh, trơ trọi trên nền đất. Ở thành phố đã nắng, thế mà ở đây còn nắng hơn, nắng khiếp. Cái nóng phả từ đất lên, không khác gì tự hơn mình trên lửa. Mồ hôi tôi nhễ nhãi, mình nóng ran. Chợt có một ngọn gió thổi qua, từng khẽ lá da sát vào nhau, kéo theo đó là mùi thoang thoảng của cây cối, một chút hơi ẩm của âm thanh dù dù, xào xạc khuấy động cả không gian. Tôi rùng mình, một cái rùng mình nhẹ, có lẽ do bị choáng ngợp bởi khung cảnh bao la trước mắt, hay đơn giản chỉ là do cơn gió khiến tôi mát lạnh da gáy. Cũng chẳng rõ nữa. Chỗ tôi không nhiều người xuống xe lắm, tôi chọn dừng ở đây vì nó mới lạ, với lại cũng đẹp. Chứ đến mấy chỗ khác, dù xe cộ nhà cửa nhiều đến mấy, cũng sẽ khiến tôi phát chán. Bởi trên thành là nhất rồi, những chỗ khác thì làm gì bằng. Một trong những vấn đề khó khăn của tôi hiện giờ, đó là tôi không biết đi đâu, về đâu. Xung quanh toàn nắng gắt, không một bóng người. Xuống xe cùng tôi có một cô gái, nhìn khá trẻ, nhưng hơi quê. Tôi nhìn một lượt từ dưới lên trên, cái dáng vẻ này thì không thể là gái thành phố được. Tôi nhìn đến 3-4 lần, trong cô này cũng có duyên, cũng đẹp, mà cái tài đánh giá phụ nữ của tôi thì chuẩn xác lắm. Cứ nhìn cô nào thấy đẹp thì kiểu gì cũng đầy người theo. Nhìn vài lần, tôi dừng mắt ở dưới, ngay bàn chân của cô gái đó. Đôi dép mòn, quai thì sắp đứt ra, vậy mà cũng mang cho được. Tôi có phần khó chịu, rồi cô quay sang tôi, nhăn nhó. Nhìn người tôi từ trên xuống dưới, rồi quay đi. Cô nghĩ gì về tôi mà nhìn như thế nhỉ? Tiếng bánh xe lăn trên mặt đất ngày một rõ, làm phá tan cái không khí im lặng nơi này. Một chàng trai trẻ đạp xe tới, đầu đội chiếc nón lá che nắng, còn lại thì chẳng mang theo gì. Dừng xe lại ngay chỗ tôi đứng, cô gái kế bên tôi lúc này trèo lên phía sau xe, đội chiếc nón lên đầu, rồi họ cũng rời đi. Tôi vẫn dán mắt vào chiếc xe đó mãi, cho đến khi nó mất hút trên con đường dài. Không hiểu sao, lòng tôi có chút gì đó giận dữ, ganh tị. Trong họ cứ như một cặp. Quái, thế thì sao tôi lại khó chịu chứ? Có lẽ do trời ôi bức quá, mà không có chỗ nào để nghỉ, người lại còn đổ đầy mồ hôi, nên tâm trạng tôi mới tức giận theo. Đứng một lúc lâu, không thấy một chiếc xe nào ngang qua. Tôi đành tự mình lội bộ đi theo con đường dài. Giờ đã quá trưa, mặt trời chiếu thẳng xuống mặt đất. Bụng tôi đói, mắt thì hoa cả lên. Trong cuộc đời, chưa bao giờ tôi phải chịu cảnh thế này. Giờ chỉ ước có được chỗ nghỉ, ăn một miếng, uống ngụm nước là đã lắm rồi. Tôi lại thấy tiếng xe lăn bánh. Hay là do tôi sinh ảo giác rồi chăng? Nhưng không, xa xa có một chiếc xe đang tới. Nó càng lúc càng tiến lại gần, hiện rõ ra trước mắt. Tôi không mơ. Chàng trai đang đạp xe lúc này tiến về phía tôi. Đó là người tôi đã gặp ban nãy. Có lẽ vì có việc nên anh mới ngang qua đây lần nữa. Chiếc xe tưởng chừng sẽ tiếp tục đi, thế mà lại dừng ngay chỗ tôi đang đứng. Chàng trai đó nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại. Sau một hồi lâu suy nghĩ, anh ta mở lời. Ông từ đâu tới đây mà một thân lội bộ giữa trưa thế này? Tôi thấy ông ở ngoài này cũng lâu rồi đó. Đạp xe một vòng mà vẫn thấy ông ở đây. Ông muốn đi đâu tôi đều đi. Chàng trai này lạ quá, xưng hô kỳ quá. Người ta xưng anh em, chứ ai lại xưng tôi rồi ông. Chắc đây ở quê nên người ta gọi thế. Chứ lịch sự như trên thành phố thì người ta nói sang hơn nhiều. Tôi nghĩ một lúc rồi trả lời. Ờ, trên thành phố xuống, tính kiếm cái chỗ nào đó để ngủ. Ở đây tầm nửa tháng, bạn có biết chỗ nào nghỉ ngơi không? Ở đây dưới quê, đồng ruộng để trồng lúa, làm gì có cái chỗ nào như ông nói. Nhà ai người đó ở, thành phố xuống đây ở nhà người thân. Thôi, không có nhà thì lên xe, tôi chở về nhà tôi cho mát. Chứ ở ngoài này có mà xỉu, chuyện gì cũng để nghỉ ngơi rồi tính. Dứt câu, anh quay mặt đi, đặt tay chân lên bàn đạp làm tư thế sẵn sàng. Tôi cũng không chần chừ thêm,
dầu xách đồ ôm vô ngực, rồi leo lên yên sau của chiếc xe đạp. Đi trên đường, gió thổi nhẹ nhẹ, mang theo cái nóng làm mặt tôi đỏ bừng. Đi ngang qua khu chợ, nhưng cũng lơ thơ có vài chỗ bán. Nơi này khá vắng, có nhà thì ở ngay ruộng, còn những nhà khác theo khu, nhưng cũng chỉ có vài căn san sát nhau. Còn lại thì mỗi nhà cách nhau hàng mấy thước. Đi một lúc, chiếc xe dừng lại ngay trước một căn nhà cũ, nhìn hơi nát. Chàng trai trẻ giúp tôi đưa đồ vào trong, để lên một chiếc ghế, rồi mời tôi ngồi trên chiếc ghế còn lại. Căn nhà tuy cũ, nhưng khá sạch sẽ và tươm tất. Bàn ghế chỗ tôi ngồi đã mục, chân ghế lung lay, không còn chắc chắn nữa. Cứ như nó có thể sập xuống bất kỳ lúc nào vậy. Nhìn chung, nhà khá nhỏ, quanh nhà trồng cây, có tiếng gà gáy, nên chắc là có nuôi gà. Không gian quanh nhà không nhiều đồ lắm, có lẽ họ ít sống ở nhà, ở ruộng thì nhiều nên mới thế. Nói chung, có chỗ cho tôi nghỉ tạm một lúc thì cũng thoải mái lắm rồi. Tôi thầm cảm thán trong lòng vì không phải phơi nắng ngoài kia lúc này. Mắt tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài, dù đã trong nhà một lúc, nhưng cái nắng bên ngoài phải vào trong vẫn khiến tôi chao đảo. Chàng trai trẻ liền bước đến gần chỗ tôi, cầm một ly nước trên tay, rồi nói tôi uống cho đỡ mệt. Tôi uống một ngụm, dòng nước mát chảy xuống họng làm tôi tỉnh hẳn. Đợi đến khi thấy tôi ổn định lại, anh mới hỏi. Thế ông từ đâu tới? Ăn nghỉ ở đâu? Thành phố làm gì có ai đến đây? Toàn đồng ruộng sông nước, làm gì có chỗ chơi? Cũng không có cái chỗ để ăn nghỉ như ông nói. Tôi nghe xong mà sững sờ, không có chỗ nào nghỉ, ăn uống. Thế giờ tôi ở đây kiểu gì? Lạ thật, bản thân tôi xuống nhầm cái chỗ hoang vu hẻo lánh mất rồi. Dự tính kiếm chỗ giết mà lại quên tính chỗ ăn chỗ ngủ. Thế này thì phải về thành phố, chứ sao mà ở được? Tôi tính kiếm chỗ nào đó ít người tí, thiên nhiên bao bọc xung quanh. Trên xe thấy chỗ này đẹp quá nên tôi xuống, cũng đâu ngờ không có chỗ ở lại. Chắc lát tôi lại lên chỗ kia bắt xe về lại thành phố. Tôi cảm ơn anh cho tôi nghỉ nhờ. Cách xưng hô ở đây cứ là lạ. Tôi xưng theo chàng trai kia mà cũng ngại theo. Tôi trách bản thân, sao không nhớ tới cái việc cần bận tâm nhất là chỗ ở chứ. Để giờ phải đi thêm một chuyến về lại thành phố nữa, mà chết đi được. Tôi lấy tay xách đồ vừa đặt xuống lên chuẩn bị đi, thì bị gọi giật lại, nên đành phải bỏ đồ xuống. Ở đây vùng quê, người thành phố đến thì hiếm, người ở đây lên đó cũng không nhiều, xe một tuần chỉ có một chuyến. Chuyến vừa rồi ông đi là chuyến duy nhất trong tuần này, phải qua tuần sau thì mới có chuyến tiếp theo. Gì cơ? Tôi không biết nói gì hơn, bất ngờ, hoang mang, nhiều cảm xúc lẫn lộn. Thời tiết bây giờ khiến tôi không thể giữ được minh mẫn nữa. Có lẽ nãy giờ tôi mệt quá, nên nghe nhầm cũng nên. Nhưng lỡ nó là thật thì sao? Thế thì tôi chết chắc. Một tuần không biết ăn ra sao, ngủ ở đâu, thì có mà sống bằng trời. Chàng trai đứng trước tôi dường như nhận ra gì đó. Nghĩ ngợi một lúc, anh nói. Hay là ở tạm nhà tôi vài hôm đi, chừng nào có xe rồi đi. Chứ ở đây cũng đâu có chỗ đâu mà ở, nên ở nhà tôi vẫn hơn. Tôi bất ngờ, chàng trai này sao tốt bụng vậy? Một người chẳng hề quen biết, lại thoải mái đến vậy, thật khó tin. Tôi ngơ ngác hỏi lại thêm lần nữa. Ở đây một tuần nữa, ở đây hả? Chớ sao, ông không ở đây thì tính ở đâu? Nhà tôi cũng có đủ chỗ cho khách, nên cứ ở vài ngày cũng được. Tôi ngại, không biết nên làm thế nào. Dù không biết chỗ nào để ở nơi đây, nhưng tôi cũng quá ngại khi ở nhờ. Tôi đắn đo suy nghĩ, rồi chậm rãi gật đầu đồng ý. Chàng trai nhìn tôi cười toe toét, rồi xoay đầu lại, gọi lớn. Hoa, Hoa ơi, dọn thêm cái chén, nay nhà mình có khách. Có ai nữa hả anh hai? Anh Tí tới nhà mình hả anh? Tiếng một cô gái từ trong nhà vọng ra, tiếng bước chân càng lúc càng rõ.
Tôi nhìn thấy một người con gái đi ra với một mâm cơm trên tay, mái tóc dài đen ống ả, dáng người nàng thướt tha với bộ đồ giản dị trên mình. Nàng đi ra cùng với đó là nụ cười tỏa nắng trên môi, là cô gái mà tôi vừa gặp ở ngoài kia. Lúc gặp em ngoài kia, tôi mơ màng nhìn thoáng qua đã biết em rất đẹp, giờ nhìn lại mới thấy dáng vẻ đó mới tuyệt làm sao. Tim tôi loạn nhịp, cảm xúc bồi hồi khó tả cứ dâng trào. Đứng trước một người con gái đẹp chưa bao giờ khiến tôi bối rối, nhưng lần này thì khác. Tôi bối rối trước người con gái này, trước vẻ đẹp tuyệt mỹ này. Hỏi ra mới biết Hoa và Long là hai anh em. Cha mẹ mất sớm, Long phải làm trụ cột trong gia đình. Hoa đi làm thuê làm mướn, bán hàng phụ cho mấy người trong làng. Còn khi không có việc, cô giúp anh mình đồng án, tưới tiêu hay ở nhà lo nhà cửa, nuôi gà lấy trứng rồi bán. Hôm tôi đến đây, Hoa vừa lên thành phố về, thế nên tôi mới có duyên gặp em lúc đó. Tôi với anh em họ dùng bữa cơm, cùng trò chuyện khiến niềm vui tràn ngập trong lòng tôi. Nhìn Hoa đẹp quá, từ nước da đến mái tóc, cái gì cũng đẹp, còn nụ cười thì tươi đúng như cái tên của em vậy. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Hoa ngồi xuống chiếc giường cũ, lấy giải ra ngắm nghía, rồi cười mỉm. Tôi nhìn Hoa, trên miệng nhoảng ra một nụ cười từ lúc nào không hay. Tôi cười tít cả mát, như có một thế lực nào đó thôi thúc, tôi tiến tới gần chỗ em. Cô gái lúc này đang mải mê với tấm vải, ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Nụ cười lúc này chợt tắt, ánh mắt em nhìn tôi long lanh, toát lên vẻ ngây thơ trong sáng của một người thiếu nữ đôi mươi. Em ngượng ngùng bản lãng quay mặt đi. Giữa chúng tôi đang có một khoảng lặng ngượng ngùng khó tả. Rồi Hoa lên tiếng trước, lời nói của em đã kéo tâm trí tôi trở về thực tại, rời xa những suy nghĩ dẫn dơ đang tràn ngập đầu tôi. Anh thấy tấm vải này có đẹp không? Hoa đưa tay cầm tấm vải, ngước lên nhìn tôi, vẻ dò ý. Đẹp, đẹp lắm. Tấm vải này mua trên thành phố hả Hoa? Tôi ngượng ngùng đáp. Tấm vải này tôi mới mua trên thành phố lúc sáng, thấy đẹp quá nên tôi mua một tấm về may. Mấy bộ đồ cũ quá, mua để có dịp rồi lấy ra mặc. Nhìn tấm vải trên tay, giản dị nhưng vẫn hơn bộ đồ em đang mặc rất nhiều. Tôi bảo đẹp thì đẹp thật đó, nhưng ở trên phố, tôi từng thấy nhiều cô mặc đẹp hơn thế nhiều. Rồi tôi nghĩ ngợi, những tấm vải khác có lẽ em không thể mua được. Bộ đồ mà em đang mặc cũng phai màu, nên tấm vải trên tay đối với em mới đẹp đến thế. Hoa nâng niu tấm vải, miệng mỉm cười. Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc gì đó bâng khuâng, bối rối xen lẫn. Tôi muốn mua cho Hoa một tấm vải quá. Tôi có thể tặng em những tấm sánh ngang mấy cô gái kia, hơn cả tấm em đang cầm lúc này. Nhưng nghĩ lại, làm sao mà tôi tặng em được chứ? Tôi chỉ là một người xa lạ. Hơn nữa một món quà như thế, dù không là gì so với tôi, nhưng lại quá đắt so với em. Thế thì sao em nhận được chứ? Tôi đành bỏ những suy nghĩ đó đi. Ngồi một lúc, Hoa đứng lên, đội chiếc nón lá trên đầu, rồi cầm lấy tấm vải. Tôi vẫn đứng chôn chân ở đó, cho đến khi Hoa bước đi, thì tôi mới nhận ra những gì đang diễn ra. Đúng lúc em sắp ra khỏi cửa, tôi mới mở miệng nói được những câu đầu tiên. Hoa đi đâu vậy? Còn đem theo cả tấm vải. Tôi hỏi, xong lại tự thấy mình kỳ cục. Em quay sang tôi, tỏ vẻ bất ngờ trước giọng điệu lúc nãy. Rồi tôi thấy, sao mà mình vô duyên quá. Mình đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta rồi, còn nhiều chuyện nữa. Hỏi người ta đi đâu, làm gì? Nhưng lời nói đã nói ra rồi thì không thể thu lại được. Tôi đành cúi gằm mặt xuống tự ái. Chắc lúc này Hoa mới thấy tôi vô duyên lắm. Tôi qua nhà bà Tư để may bộ đồ. Đồ bà may đẹp nhất làng này. Bà may rẻ cho tôi lắm, nên muốn may gì tôi cũng qua. Thôi tôi đi nghen. Nhìn bóng lưng em quay đi, từ xa tôi có thể thấy được cả cơ thể em. Chiếc nón lá cùng bộ bà ba em mặc
tất cả làm tôn lên dáng vẻ của người thiếu nữ xinh đẹp đó. Tôi chạy ra cửa, nhìn mãi về hướng em bước đi. Bóng em ngày càng xa, nhỏ dần, cho đến khi tất cả hình ảnh trước mắt tôi chỉ còn là một con đường vắng vẻ, không một bóng người. Tôi ra ngoài, muốn khám phá thêm về không gian xung quanh. Chân dạo trên con đường từ phía nhà ra, hơi nóng vẫn còn bốc lên từ mặt đất hừng hực, làm râm ran da thịt tôi. Và dưới đó là chút mùi thơm thoang thoảng của cỏ cây, có lẽ là từ những đồng lúa xanh mướt kia. Cả hai thứ cứ thế liên tục đan xen với những cơn gió mát, làm tôi không khỏi rùng mình mỗi khi làn gió nhẹ thổi qua. Hai bên đường chỉ toàn cây cối nhỏ, mọc lấp xấp nhau. Cây lớn hơn thì chỉ cao đến nửa thân tôi. Rời mắt khỏi những cảnh vật bên đường, tôi chợt nghe thấy những âm thanh làm khuấy động cả không gian yên tĩnh của đất trời. Tôi nhìn thấy dòng sông trải dài bên đường, những âm thanh từ dòng nước chảy cứ nối tiếp nhau từng đợt. Nhìn con sông lúc này như đang thè cái lưỡi dài nhằn của nó mà liếm nắng hàng mấy chục cây số. Nhìn chung, tôi cảm thấy dễ chịu về mọi thứ. Tôi thấy ở làng quê thế này cũng hay hay, cứ như tôi và trời đất được hòa làm một, tự do bay bổng như những đám mây trời. Lòng tôi mang cảm giác yên bình đó chưa lâu, lại phải chuyển sang cảm giác nao núng bồi hồi khi con tim cứ mãi đập liên hồi. Tôi nhìn thấy hoa ngay gốc cây kia, gốc cây lúc sáng mà chúng tôi đứng cùng nhau. Hoa đang hát, người đung đưa theo giai điệu, giọng em ngọt ngào, hòa với khung cảnh đẹp mới trữ tình làm sao. Tim tôi lúc này như muốn nhảy bổ ra khỏi lòng ngực, nhưng tôi đâu thể cứ để nó thoát ra như thế được. Tôi kìm nén để tim đập chậm lại, để trí óc có thể dần nhận thức được mọi thứ xung quanh. Tôi đứng trơ ra một lúc, mãi cho đến khi hoa hát xong. Em nhìn ngắm ánh hoàng hôn trước mắt đang dần buông xuống, rồi đắm chìm trong khung cảnh tuyệt vời ấy. Tôi mới tiến lại gần, rồi mở lời. Nãy tôi nghe hoa hát, hoa hát hay lắm. Tôi lắp bắp nói, câu chữ trong đầu tôi cứ loạn hết cả lên. Phải khó khăn lắm, tôi mới nói được một câu tròn trĩnh. Hoa nhìn tôi bản lẻn, mặt đỏ ửng lên vì ngại ngùng khi biết có người nghe em hát. Em không đáp lời tôi, mà tiếp tục ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Trông em thật dịu dàng trước sắc trời buổi chiều tà. Tôi đứng bên cạnh hoa, nhìn vào khuôn mặt em dưới ánh nắng đang dần tắt. Ánh mắt em như đang toát lên những tia hy vọng. Em đứng chờ đợi một điều gì đó mà em hằng mong muốn. Nhìn em tràn đầy những khát khao, những rung động mãnh liệt toát ra từ trái tim của người thiếu nữ đôi mươi. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng ngọn gió rít qua kẽ lá, một vài chiếc lá rời cành rơi xuống mặt đất nhìn thật cô đơn, một số khác thì ở lại vui đùa cùng với những chiếc lá trên cành. Trời đượm buồn nhưng đẹp, từng đàn chim cũng bắt đầu nối đuôi nhau bay về tổ, những tiếng kêu inh ỏi nhưng cũng mờ nhạt dần khi chúng đi xa. Dần dần tôi cảm thấy con tim mình nặng trĩu, dường như tôi đã gắn liền với thứ gì đó ở đây và có một cảm tình sâu nặng với nó. Phải chăng cảm giác này chính là yêu? Một cảm xúc tôi chưa từng có trước đây. Thế mà bây giờ tôi lại xao xuyến trước một người con gái, người mà tôi đang đứng cạnh lúc này. Tôi muốn ở bên em, là người đàn ông có thể chiếm được trái tim em. Tại sao tôi lại chưa từng có cảm giác này với những cô gái trước, mà với em tôi lại mang nặng cảm xúc đến thế? Tôi yêu em, yêu người con gái khiến trái tim lẫn trí óc tôi rối bời. Tôi nhìn vào những ánh nắng cuối cùng còn dương trên mặt đất, nhìn hoàng hôn với những khát khao và hy vọng mãnh liệt. Tôi cảm nhận từng giây phút ở bên em đang chậm chậm trôi, cảm nhận được cái cảm giác được gọi là yêu. Tối đó, tôi nằm trằn trọc không thể ngủ. Tôi nghĩ về hoa, nghĩ đến từng cử chỉ, hình dáng của em. Tôi hình dung ra khuôn mặt hoa lúc mỉm cười với tôi sẽ như thế nào, vẻ mặt khi em say đắm người con trai trước mắt. Tôi nghĩ mình cần làm gì đó để khiến hoa có cảm tình,
Một hành động làm tim em lỡ nhịp trước tôi. Tôi tự nghĩ hàng đóng cách để lấy lòng em, rồi lại mơ màng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Mở mắt dậy, căn nhà không có ai. Nắng đã lên gác, có lẽ qua nửa buổi sáng rồi cũng nên. Mắt tôi lờ đờ, tôi ngồi một hồi lâu để nhớ lại mọi thứ. Thế mà hôm qua, suy nghĩ tới đâu tôi chả nhớ. Cũng chẳng biết bản thân đã đi ngủ vào lúc nào. Giờ đây, những gì còn động lại trong tôi chỉ là những điều đầu tiên tôi nhớ đã dạch ra trong hành trình chiếm lấy trái tim em. Tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên khi thấy Hoa đi chợ về. Tôi xách giúp em giỏ đồ, muốn em biết rằng tôi là người đàn ông thật tốt. Hoa chưa kịp nói gì thì tôi đã xách cái giỏ trên tay rồi đặt lên bàn. Hoa trố mắt như đang rất bất ngờ vì hành động của tôi. Nhưng em cũng không nói gì, lặng lẽ bước vào căn bếp. Tôi ngồi ngoài bàn nhìn vào giỏ đồ cười tủm tỉm. Chắc Hoa cũng vui lắm nên mới ngại ngùng mà trốn vào bếp. Tôi định vào bếp đưa đồ cho Hoa thì em bước ra, tay cầm mâm thức ăn đặt lên bàn. Anh chưa ăn gì hết đúng không? Nãy anh Long nói với tôi, thấy anh ngủ say quá nên không gọi dậy. Hôm qua anh đi đường mệt mà cũng chưa được nghỉ ngơi. Nè! Hoa đẩy mâm về phía tôi. Tôi nấu đó, anh ăn đi ngang. Tôi nhìn cái mâm, nhìn thật kỹ rồi ăn. Đồ ăn Hoa nấu ngon quá. Tôi ở đây hai hôm mà ăn bữa nào cũng thấy ngon cả. Nhưng rồi tôi lại băn khoăn suy nghĩ. Tôi lại tự thấy hổ thẹn với bản thân. Hai anh em họ nghĩ rằng tôi mệt, nhưng họ đâu biết từ trước đến giờ tôi đều dậy muộn như thế. Đối với họ, thời gian thật quý báu. Còn tôi đã để phí biết bao nhiêu giây phút của chính mình. Tôi cần phải bỏ đi cái tính công tử xa Hoa trước giờ. Nếu không thì Hoa sẽ đâm ra ghét tôi mất. Tôi liền ăn dội cho xong bữa sáng. Xong thấy Hoa quét nhà, tôi cũng chạy tới đòi phụ. Hoa nặng nặc không cho. Căn nhà có chút xíu, quét cái là xong, nên em nói không cần tôi giúp. Nhưng tôi vẫn muốn làm, không thì tôi lại tự cảm thấy bản thân mình vô dụng trong mắt em. Thế là tôi quét nhà, còn Hoa vào bếp nấu cơm. Lần đầu tiên tôi cầm cây chổi trong tay. Tôi ngơ ngác không biết phải làm thế nào. Tôi nhớ lại lúc mấy người làm quét nhà trong nhà tôi lúc trước, rồi chậm chậm di chuyển cây chổi, hết lần này đến lần khác. Chăng phải đến chục lần, tôi mới quét sạch được căn phòng nhỏ mà tôi đang đứng. Hoa đứng một góc nhìn tôi, thấy tôi quét nhà mà mồ hôi nhễ nhại. Hoa lại cười khúc khích. Tôi ngẩng đầu lên nhìn mà đỏ cả mặt. Căn nhà nhỏ mà quét tận giờ trưa, quét mấy lần mới thấy sạch. Nếu là người khác, chắc đã xong từ lâu rồi. Tuy vậy, nhưng thấy Hoa cười, tôi cũng mỉm cười theo. Chắc là Hoa thấy tôi cũng có chút gì đó dễ mến của một thằng con trai rồi cũng nên. Long về nhà sau khi ở ngoài đồng cả buổi sáng, mồ hôi anh ướt đẫm áo, mặt đỏ bừng bừng. Ngồi dùng bữa sáng cùng hai anh em họ, nghe chuyện đồng án, những việc mà họ và những người xung quanh đều làm, tôi mới thấy bản thân mình thật vô dụng. Tôi dặn lòng mình phải trở nên có ích hơn, đã ở nhờ nhà họ thì cũng phải để họ không mất đi không gian thoải mái, không phải có thêm việc mà lo. Đến chiều, cả hai anh em họ đều không ở nhà. Long ra đồng, Hoa thì qua mấy nhà khác làm thuê mấy việc buôn bán. Tôi ở nhà, lấy bút giấy ra để viết gì đó. Tôi nghĩ ngợi, rồi quyết định sẽ viết những thứ mà tôi đã thấy những ngày vừa rồi. Về phong cảnh, đất trời, về mọi thứ nơi đây. Nhưng đó chỉ là dự định, còn khi bắt tay vào rồi, tôi lại bỏ ngay đi tờ giấy khi viết được mấy hàng. Tôi không có cảm hứng để viết vào lúc này. Những con chữ trong đầu tôi cứ cứng đờ, không chịu tuôn ra. Tôi bồi hồi, nao núng, tự hỏi đã gần tối rồi, sao chưa thấy Hoa về? Dù muốn chạy đi kiếm Hoa, nhưng tôi cũng chẳng biết đi đâu mà tìm. Với lại, nếu có gặp Hoa, thì biết nói gì đây? Nên thôi, tôi đành cố gắng giam cầm tay chân mình lại, ngồi yên thấp thỏm chờ Hoa về. Những ngày sau đó đều cứ thế mà diễn ra. Tôi đã viết được phần đầu cho câu chuyện của mình, về một dòng sông mang theo bao nỗi nhớ thương.
một nỗi nhớ thầm kín, nhưng da diết luyến tiếc khi dòng sông trôi mãi mà không dừng lại. Cũng có thể tôi viết về chính tôi, về chính những tương tư được cất giấu bên trong lòng cũng nên. Tôi viết từng dòng chữ, dây bao cảm xúc mãnh liệt, rung động của bản thân. Tôi mường tượng ra bao khoảnh khắc tươi sáng, vui tươi sau những lần mong nhớ của dòng sông với mọi thứ nó đi qua. Càng viết, tôi lại càng thấy yêu đời đến lạ. Tôi yêu đời quá. Phải chăng đó đều là cảm giác chung của mọi chàng trai đang si tình? Một hôm, Hoa về với bộ đồ mới may, một phong cách thật dịu dàng và thao nhã toát lên ở con người em. Đó là đồ mới của em, may từ tấm vải khi trước đã mua trên thành. Tôi nhìn em say đắm, thầm khen người con gái ấy sao đẹp thế. Đẹp như ánh nắng, soi rọi trái tim của một chàng trai đang yêu đời là tôi. Hoa mặc bộ đồ này, thêm nụ cười tươi như hoa, em khiến tôi không thể rời mắt đi đâu được lúc này. Từng chi tiết của em đã in sâu vào đầu tôi không thể nào phai. Và cái khoảnh khắc con tim tôi rạo rực đó lại sớm đến một lần nữa. Ngay lúc này, Hoa đang chỉnh lại tóc, sắc mặt em tươi tắn như đang mong chờ một điều gì đó. Trong em có một chút lo lắng và nôn nao. Em nhìn toàn thân mình một lượt, buông tiếng thở dài rồi lại tươi tắn lên ngay và ra ngoài. Em vội vàng nhưng uyển chuyển trong từng bước chân. Nhưng nhìn em, tim tôi bỗng chậm lại một nhịp. Hình như em đang đi cùng với một người con trai, hơn nữa lại còn rất vui. Người con trai đó đang đợi em, che nắng cho em mỗi bước em đi, tay vòng qua eo, nhìn em với ánh mắt cũng như lúc tôi nhìn em si tình. Tôi cứ đứng chôn chân một chỗ đó. Không, đó chắc chỉ là bạn thôi, đâu phải thằng con trai nào em cười đùa cũng là người em thương. Tôi cảm thấy hụt hẫng, có cái gì đó đang nhói trong lòng tôi, như thể trái tim vừa dở dụng ra một mảnh. Có lẽ tôi yêu Hoa thật rồi, cái tình yêu mà ai cũng bảo ta luôn chết vì nó. Giờ đây tôi đã có thể chắc chắn rằng tôi đã say đắm Hoa. Từ cái lúc tôi nhìn thấy em lần đầu dưới gốc cây đã khiến tim tôi chậm một nhịp. Tôi nhớ lại những lúc Hoa khiến tôi xao xuyến, nhưng cái hình ảnh đó trong tôi lại cứ mờ nhạt dần, như thể nó sắp sửa mất đi mãi mãi. Trong tôi tràn ngập nỗi buồn, tuy vẫn chưa biết chắc rằng người con trai đó là ai, rằng Hoa có thương người ta hay không, tôi vẫn thấy lòng mình nặng trĩu. Tôi cố gắng xóa bỏ cảm giác khó chịu ra khỏi lòng, tôi muốn hỏi Hoa về người đó, nhưng chợt nhận ra là mình có tư cách gì mà hỏi người ta đâu. Tôi chỉ có cách chờ xem biểu hiện của Hoa với chàng trai đó qua từng ngày. Cũng mong chờ một cử chỉ thân mật của Hoa đối với tôi để dời đi mọi thứ. Tôi đắm chìm vào cảm giác mơ hồ, không biết bản thân nên làm gì để bớt đi cảm giác buồn đau cứ bám tôi mỗi ngày. Tôi còn chẳng để ý đến việc mỗi ngày trôi qua như thế nào, đã nói những gì hay ăn uống ra sao. Mọi thứ thật tẻ nhạt và nhàm chán. Chỉ có nỗi đau là thứ mà tôi có thể nhận thức rõ nhất lúc này. Phải chăng yêu là thế sao? Tôi nằm lên giường. Thời gian vẫn trôi qua mỗi ngày. May nay tôi lên giường rất sớm vào mỗi tối, vì tôi chẳng có tâm trạng để làm bất cứ thứ gì. Ngủ có lẽ sẽ giúp tôi quên đi mọi cảm giác dằn vặt bản thân mình. Nhưng tôi vẫn cứ nằm đó, hai mắt nhìn trơn trơn vào khoảng không. Tôi không suy nghĩ gì cả, chỉ buồn, một cảm giác xâm chiếm toàn bộ tâm hồn lẫn thể xác tôi. Tính ra tôi đã ở đây được nửa tháng, Long và Hoa cũng thật nhiệt tình khi để tôi ở lại hoàn thành chuyện của mình, nhưng ở đây khiến tôi đau lòng quá. Tôi rồi cũng phải quay lại thành phố, đến lúc đó xa Hoa, tôi biết sống làm sao. Một chút bình yên trong tâm hồn đến với tôi trong hôm nay. Không quá nhiều nỗi buồn vào buổi tối này. Hoa không ở nhà, chỉ có tôi và Long ăn cùng. Điều này khiến tôi khỏi phải suy nghĩ mỗi khi thấy em. Chăng Hoa có việc đi đâu đó, nên tôi được một hôm không suy tư về em. Nhưng nói gì thì nói, việc Hoa đi mà không báo gì cũng khiến Long lo lắng. Anh tự trấn an mình,
nhưng khuôn mặt không thể che giấu nổi điều đó. Tôi cũng lo cho Hoa. Đã rất muộn, nhưng em vẫn chưa về. Cả hai đứng ngồi không yên. Long đành ra ngoài tìm em mình. Tôi cuống cuồng muốn đi cùng, nhưng bị cản lại. Anh nói lỡ Hoa có về thì còn có người ở nhà để báo tin, nên tôi đành ở lại. Vậy là tôi cứ thế mà chờ đợi cả hai anh em họ. Một mình trong căn nhà trống giữa đêm khuya, cùng sự lo lắng trong thoáng chốc, khiến tôi không khỏi suy nghĩ về chuyện em với người con trai kia. Tôi chờ đến tận khuya, vẫn không thấy người đâu. Tôi nao núng, đôi chân muốn bước nhanh ra ngoài tìm Hoa. Tôi đã suy nghĩ bao nhiêu ngày đêm, tôi phải hỏi Hoa về chàng trai đó, nói ra những cảm xúc của tôi dành cho em. Tôi thật sự rất lo lắng cho em ngay lúc này. Tôi thật sự mong gặp em ngay bây giờ. Tôi chờ đợi Hoa. Hoa có về đây không? Trời đã từ tối chuyển sang màu nhạt hơn. Lúc này, tôi đã có thể thấy hình bóng Long đang từ xa chạy về. Tiếng bước chân dồn dập hối hả. Anh về với vẻ mặt hốt hoảng. Mồ hôi thì ướt đẫm người. Hoa có về đây không? Long nói không kịp thở, khiến vẻ mặt tôi ngơ ngác, không hiểu anh đang nói gì, bỗng trở nên lo sợ. Tôi cứng người, không lẽ Hoa có chuyện gì? Nãy giờ tôi không hề rời mắt khỏi cửa mà có thấy ai đâu. Long đang nói gì vậy chứ? Anh nói gì vậy? Tôi không thấy. Tôi lắp bắp. Mà Hoa đâu? Hoa có chuyện gì? Tôi không dám nói hết câu. Tôi không muốn nghĩ những chuyện xấu đó có thể xảy ra. Dường như Long cũng hiểu được tôi muốn nói gì. Anh nấc lên một tiếng, hai mắt híp lại, cố nén cho những giọt nước mắt không trào ra. Tôi càng lúc càng sợ hãi, cũng muốn kể đầu đuôi mọi chuyện. Rồi anh gục xuống, môi mím chặt, nước mắt đông đầy nơi khóe mắt. Anh cúi đầu thấp xuống, mở miệng ra hồi lâu, như để lấy chút không khí vào cho dời đi sự ngột ngạt của tình cảnh hiện tại. Anh thở dài rồi chậm rãi nói: Hoa bỏ đi rồi. Thằng Hưng kia, nó làm Hoa có thai. Giờ nó bỏ Hoa lên thành phố không chịu nhận. Hàng xóm nói lúc thấy thằng đó thu đồ lên thành, Hoa nhìn thấy nên chắc cũng lên thành phố luôn rồi. Còn lên bằng gì á thì tôi không biết. Tôi bàng hoàng trợn to mắt. Hưng, lẽ nào là cái thằng hay đi cùng với em? Em có thai với nó ư? Là thật ư? Miệng tôi mở ra, nhưng không thể nói được lời nào. Tôi vẫn không hiểu sao mọi chuyện lại như thế. Thằng chó, tôi... Nhưng Hoa lên đó làm gì? Rồi sao lại xảy ra chuyện thế này? Tôi cố bình tĩnh nói. Thằng đó con nhà giàu, từ thành phố lên đây mấy lần. Anh em tôi giống nhà nông, kiếm tiền đủ chứ không dư giả gì. Hưng mua cho Hoa nhiều đồ, sắm sửa đủ thứ. Hoa cũng động lòng vì lòng tốt đó. Xong nó hứa hẹn Hoa sau này sẽ lấy về, đợi 2 năm nữa học xong cho Hoa lên thành phố ở. Lúc đó về làm vợ nó không thiếu thứ gì. Rồi con bé cũng chờ tận 2 năm cho đến bây giờ. Lần đầu trong đời tôi cảm thấy thế này. Những giọt nước mắt nhẹ nhàng lan dài trên gò má. Tôi đau khổ, thương cho em và cho chính mình. Tôi khóc vì một tình yêu không được hồi đáp, nhưng vẫn cứ tiếp tục trong vô vọng. Vì người con gái mà tôi say đắm đã trải qua những chuyện thế này vì một thằng con trai như thế. Em yêu người ta như cách mà tôi yêu em, hoặc hơn thế nữa. Em đã trao đi tất cả những thứ em có cho họ, cả phần linh hồn lẫn thể xác. Em giờ đây đã theo người đó mà đi. Em cho đi nhiều như thế, nhưng thứ em nhận lại chỉ toàn những đau khổ tận tâm can. Tôi ước giờ đây mình biết em nơi đâu. Tôi không cần em hồi đáp tình yêu của tôi dành cho em. Tôi chỉ cần biết em chốn nào để có thể trao cho em sự quan tâm và lo lắng, giúp em vượt qua mọi cảm xúc của bản thân mình hiện tại. Sự thẫn thờ của tôi kéo dài rất lâu. Tôi bị sốc. Long có vẻ còn sốc hơn tôi. Nhưng rồi như có gì đó thôi thúc, anh đứng dậy rồi thu dọn đồ rời đi. Anh đi đâu? Tôi hỏi, giọng run run. Tôi sẽ lên thành phố tìm Hoa. Em tôi một mình trên đấy, tôi không yên lòng được. Dù sao cũng phải lên tìm hiểu chuyện cho rõ.
xem tên kia là người như thế nào nữa. Vậy để tôi đi với anh, dù sao tôi cũng thân thuộc đường xá trên đấy, biết đâu có thể giúp được anh tìm Hoa. Long chần chừ, chậm rãi thở dài, rồi gật đầu. Chúng tôi không nói gì suốt đoạn đường đến chỗ xe. Cũng hên, nay đúng ngày có chuyến lên thành. Tôi với Long cố gắng ra đón xe nhanh nhất có thể. Thu dọn đồ xong xuôi, tôi nhìn lại ngôi nhà mà tôi đã ở quãng thời gian qua. Một chút cảm xúc dâng trào, tôi thấy mắt tôi cứ cay cay. Nhìn nơi này, sao tôi thấy thân thuộc quá, cứ như tôi đã gắn bó với nó cả một đời. Nhìn lại bản thân tôi từ lúc tới đây đến bây giờ, nhiều chuyện thay đổi, cả con người tôi như trở nên tốt hơn chỉ vì người con gái ấy. Tôi và Long bước đi nhanh hơn, tôi lướt qua khung cảnh nơi làng quê này lần cuối. Tôi nhớ gốc cây cổ thụ, nơi mà tôi và em cùng ngắm hoàng hôn. Làn gió thổi qua tôi bây giờ cũng thổi ngang qua tôi và Hoa ngày hôm ấy, mang cho tôi bao khát khao và hoài bão trong mình. Tôi nhìn lại mọi thứ với vẻ luyến tiếc, không biết liệu sau này có còn cảm nhận được mọi thứ một lần nữa hay không. Dường như tất cả âm thanh hình ảnh tôi đều muốn thu giữ lại nhiều nhất có thể. Tôi muốn giữ lại tất cả những kỷ niệm mà không hề muốn chúng tan đi. Tôi hòa mình vào mọi thứ, như thể tôi với trời là một, không thể tách rời. Rồi tôi nhận ra cái chân lý sâu xa của cuộc đời này. Từng cảm xúc đã được tôi khám phá sau khi đập tan cái vỏ bọc của chàng công tử nhà giàu lúc xưa ấy. Ôi, thật nhiều thứ tôi muốn lưu giữ ở nơi đây làm sao. Bước lên xe, tôi và Long càng im lặng hơn bao giờ hết. Ký ức ùa về, cái mùi mà lúc mới đi xe lần đầu tôi đã cảm nhận được, giờ đây lại bay vào mũi tôi lần nữa. Cảnh xe nhốn nháo, người người nói chuyện với nhau, chỉ có tôi và Long là mang trong mình cảm giác nặng trĩu không nói thành lời. Như thể chỉ cần lời nói thốt ra từ một trong hai người cũng sẽ khiến người kia bật khóc. Long cau mày, mặt trầm tư suy nghĩ gì đó. Tôi cũng không thể nào không nghĩ về tình hình hiện tại. Lên thành phố rồi, tôi sẽ bắt đầu từ đâu để tìm Hoa bây giờ? Thành phố lớn hơn quê gấp mấy lần, tìm Hoa với hai người bọn tôi thì sẽ mất rất lâu mới thấy. Nghĩ đủ đường để có thể kiếm Hoa xong, tôi lại nghĩ tới thằng Hưng kia. Tôi chợt thấy hình ảnh tôi trong quá khứ thoáng hiện ra khi nghĩ thế. Bọn con nhà giàu, để ý mới thấy, hầu hết đám con trai dây quanh tôi đều như thế. Bao nhiêu em dây quanh, nên cứ chán em nào là có em khác. Tôi cũng thấy mình thật tồi khi đã từng như thế mà lại chẳng nhận ra. Vậy là những suy nghĩ về thằng con trai là tôi lúc trước lại khiến tôi tự trách mình hơn. Giá như tôi là một người tốt, hơn cả cái thằng Hưng kia, thì em đã lay động với tôi mà không dính phải nó. Một thằng xem tình cảm của em chỉ là thứ vui đùa. Chuyến xe dừng lại, cả Long và tôi đều đã mệt rã rời. Long muốn đi tìm em mình ngay, nhưng tôi cản, dù sao cũng không biết tìm ở đâu. Tốt hơn hết là nghỉ ngơi cho lại sức. Trong lúc đó hỏi han mọi người xem thông tin thế nào đã, rồi tính tiếp. Tôi đưa Long về nhà mình. Anh mệt lả người, không còn chút sức lực nào để đi tiếp. Cả hai chúng tôi đều căng thẳng tìm cách. Trước tiên cứ hỏi mọi người về thằng Hưng kia xem nhà ở đâu, cha mẹ là ai để biết được mà tính. Hoa lên tìm nó, nên chăng nó ở đâu thì Hoa sẽ tới đó. Tạm thời cứ tìm theo cách đó trước đã. Tôi đi dò hỏi mấy người xung quanh. Những người gần chỗ đón sẽ đến những khu nhà gần chỗ tôi nhất. Nhưng hết cả một ngày mà tôi lại chẳng thu được thông tin gì. Quái! Sao mọi người không ai biết thế nhỉ? Rồi tôi bước vào nhà, nghe có tiếng xì xầm của ai đó từ đằng sau lưng mình. Tôi núp vào một bên cửa lắng nghe. Hai người kia vẫn nhìn về phía nhà tôi chỉ rõ, rồi nói: thằng đó bây giờ còn gì nữa đâu, cái mác công tử kia mất rồi. Giờ tiền không có, nó phải đi làm bạn với một thằng nhà quê, chạy đôn chạy đáo để kiếm em cho bọn nhà quê đó. Chắc cô đơn quá không chịu được nên thế. Mà cũng đúng thôi,
Trước giờ cứ thích tỏ vẻ giàu sang phú quý, xem thiên hạ không ra thứ gì. Đúng là trời có mát, vợ của cải tiêu tan, có mà nhục mạc. Trời quả báo mà, coi điên mới giúp cho mấy loại này. Rồi họ cười một hơi thật lớn. Hai người đàn bà nói xong liền quay đi. Nhưng lời bàn tán của họ về tôi thì vẫn còn. Tôi tức quá, bực bội đi vào nhà. Mấy người đó biết gì tôi mà nói. Chuyện không liên quan đến bọn họ, đã không giúp được mà còn nói, rồi cho là tôi không ra gì. Tôi dậm chân thình thịch, tay cầm cái ly thật chặt, như muốn siết nó đến khi nào dở thì thôi. Răng tôi phát ra những tiếng kêu ken két. Tôi ấm ức, mắt đỏ hoe vì quá tức. Họ không giúp tôi, thì lấy gì để tôi giúp Long, rồi biết hoa ở đâu mà tìm. Nhưng nghĩ lại, họ nói cũng đúng. Trước tôi cứ ra cái vẻ huênh hoang, cho rằng mình nhà giàu để làm gì. Bọn họ ghét cũng là phải. Tôi dùng tiền để mua vui, xem thường những thứ họ có. Cứ cho rằng có tiền là có tớt. Bây giờ, tôi mà có xòe ra bao nhiêu tiền đi chăng nữa, cũng chưa chắc họ đã giúp tôi. Tôi nhận thức rõ mọi thứ, và cũng chẳng có ý xấu gì. Nhưng nhận tiền từ một thằng như tôi, thì họ cũng chẳng dám, bởi họ sợ con người tôi, sợ tôi lại sỉ nhục họ như tôi đã từng. Tôi lại thấy mình cô đơn, sao chẳng ai đối tốt với tôi được dù chỉ một lần. Tôi trách mình quá, sao tôi cứ như thằng khờ thấy không biết, chẳng làm được gì đâu vào đâu. Ngồi trên ghế dưới ánh đèn mập mờ của căn phòng, tôi trầm lặng nhìn bóng mình in dài trên tường. Không ai muốn gần, tôi thì mong muốn có một người thương ở bên cạnh. Chẳng lẽ tôi phải sống cùng với cái bóng của mình trong nhà từ giờ đến cuối đời sao? Không, tiền tài danh vọng hay một ngôi nhà rộng lớn với khối tài sản thừa kế, tôi không cần bất cứ thứ gì nữa cả. Tôi chỉ cần một người ở cùng tôi. Tôi cô đơn quá, tôi khóc vì cô đơn. Không ai thương mình, tôi cần một người thương tôi, hoặc người tôi thương ở bên cạnh tôi cũng được. Tâm hồn tôi trống vắng, tôi cần ai đó tới và lấp đầy nó bằng những tình yêu thương. Rồi tôi lại nhớ cha mẹ, nhớ những lúc còn có họ ở bên. Cha mẹ tôi chết rồi, họ cũng chẳng thể yên lòng, bởi cô thằng con phá nhà vô dụng như tôi thì họ đâu thể nào mà yên nghỉ. Bao nhiêu tiền từ mồ hôi nước mắt họ dành cả đời lao lực để kiếm, chỉ để tôi đầy đủ, tôi lại dùng những đồng tiền đó vào những thứ vui chơi sa đọa, để giờ đây mất trắng. Một giọt nước mắt rơi xuống sàn, rồi vài giọt nữa lan xuống. Giờ đây tôi mới thấy mình đã sai chừng nào, thấm thía những gì cha mẹ dành cho tôi nhiều đến cỡ nào. Tôi khóc, khóc vì nhớ họ. Tôi cố quệt đi những giọt nước mắt đang chảy. Thôi thì chuyện đã rồi, tôi phải thay đổi thôi. Tôi không thể cứ thế mà đánh mất luôn cả người con gái tôi yêu. Tôi phải tìm Hoa, dù có phải chăm lo cho em hay cả đứa trẻ trong bụng em bây giờ, tôi cũng đều sẽ làm. Vì em đã khiến tôi thay đổi rất nhiều kể từ khi tôi có em xuất hiện trong đời. Long trở về, người ủ rũ, mệt nhoài. Tôi ngước đầu nhìn về phía anh. Ánh mắt vô vọng, tràn ngập buồn đau, không nói thành lời. Long chậm rãi lắc đầu. Vậy là hiểu rồi. Anh cũng như tôi, đều không có tin tức gì về Hoa. Tôi đứng lên, cố nhoẻn ra một nụ cười nhằm che giấu đi sự đau khổ. Tôi đưa tay ra lối đi, tỏ ý muốn anh vào trong nghỉ ngơi sau khoảng thời gian âu lo kéo dài. Long thở dài, đôi chân nặng trĩu bước từng bước vào nhà. Dù sao thành phố cũng rộng, ở cái chốn hoa lệ này, người ở đâu cũng có, chắc chắn thế nào cũng sẽ có người thấy Hoa. Tôi và Long quyết định, ngày mai sẽ đi xa hơn để tìm em. Nhà thằng Hưng kia giàu, nên chắc sẽ ở những nơi đông đúc, cho thiên hạ thấy sự giàu sang của hắn. Vậy nên cứ kiếm chỗ nào thật hoa lệ mà tìm. Tôi dọn chỗ ngủ cho Long, vì trước nhà không có ai, nên tôi cũng chẳng màng dọn dẹp. Mỗi phòng ngủ là không bám bụi, nên anh với tôi đành ngủ tạm một giường. Ngủ cho lại sức, chứ cũng không còn tâm trạng đâu mà để ý phòng thế nào.
Tôi nhìn ánh đèn vàng của căn phòng, ngước nhìn lên trần nhà. Tôi nằm hồi lâu, mắt nhắm lại nhưng vẫn không ngủ được. Quay mặt sang Long, tôi thấy anh cũng như tôi, tay đặt lên trán, đôi mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Cả hai đều không ngủ được, chúng tôi nằm kề nhau, cảm nhận nỗi đau đang bao phủ toàn căn phòng. Điều lo lắng của hai chúng tôi bây giờ là giống nhau. Tôi nhìn Long hồi lâu, dường như cảm nhận được gì đó từ phía anh. Đôi mắt anh long lanh dưới ánh đèn, nhưng anh không khóc, bởi vì anh đang hy vọng mọi chuyện phía trước sẽ tốt đẹp hơn là những giọt nước mắt buồn đau. Rồi tôi lại thấy bản thân mình yếu đuối trước anh. Người con trai này thật mạnh mẽ. Anh lo và làm mọi thứ cho người mà anh yêu thương. Từ cơm áo gạo tiền, mọi thứ đều do một tay anh vun đắp cho cả hai anh em. Tôi ngưỡng mộ một con người thật kiên cường, một trụ cột gia đình vững chắc cho Hoa dù bão giông ập đến. Trong cơn mơ, hình ảnh của Hoa lại hiện ra trước mắt. Em cười thật tươi, em hạnh phúc vì có một người anh thương yêu, chiều chuộng mình. Rồi trong thâm tâm tôi lại nhận ra gì đó. Có lẽ người có tiền chưa hẳn đã là người hạnh phúc, bởi đôi khi hạnh phúc xuất phát từ những hơi ấm tỏa ra từ trái tim, từ tình thương giữa người với người. Sáng sớm tôi cùng Long tiếp tục tìm Hoa. Chẳng rõ tối qua anh có ngủ được không, mà nhìn mặt xanh xao quá. Cứ thế này mãi thì anh sẽ ngã bệnh trước khi tìm thấy em mình mất. Bọn tôi đi hỏi hết những khu trong thành phố, cứ nghe ai nói có cô gái nhìn như từ dưới quê lên, dáng người thon thả, cùng mái tóc dài, là tôi lại chạy ngay đến đó xem. Năm lần bảy lượt tôi đều nhận nhầm người. Tìm cả mấy ngày liền từ sáng sớm đến tối khuya đều không thấy. Long càng lúc càng suy sụp, từ hy vọng dần chuyển sang vô vọng. Cả hai đều mang trong mình sự mệt mỏi. Hy vọng dần chỉ còn lại là một tia sáng nhỏ nhoi trong con đường hầm đầy bóng tối. Anh Long, anh Long! Tôi hét toáng lên chạy vội vào nhà. Thấy Hoa rồi, và cả tên kia nữa. Tôi chạy thật nhanh, lồng ngực tôi đập mạnh. Long như thoát khỏi cơn mê, hai mắt sáng rực, đứng phát dậy, phóng ra chỗ tôi. Dường như giờ đây, cả hai đều có một sợi dây liên kết thầm kín nào đó. Bọn tôi nhìn nhau, hai con mắt như hiểu rõ đối phương nghĩ gì. Tôi đi trước, Long ráng ổn định nhịp thở của mình lại. Mồ hôi từng giọt một rơi trên khuôn mặt chúng tôi. Đầu óc căng lên, môi mím lại, từng chút chậm lại khi căn nhà rộng lớn hiện ra trước mắt. Long ngầm hiểu rằng nơi đây chính là nơi cần đến. Anh đã có thể tìm thấy em gái. Hiểu mọi sự sau khoảng thời gian vô vọng tìm kiếm. Hoa! Anh à, cái nhẫn này mua bên nước ngoài về nhìn đẹp ghê á. Từ hồi tụi mình cưới nhau tới giờ, em thấy hết cái khu này không ai sánh được với vợ chồng mình hết trơn. Anh luôn muốn cho vợ anh những thứ tốt nhất, để rồi sắp tới còn sanh quý tử cho anh nữa chứ. Vợ anh không thiếu thứ gì thì con anh sau này cũng thế. Long vừa kêu tên Hoa từ xa, liền thấy cảnh tượng mà anh không thể nào ngờ tới. Hoa đứng ngay hàng rào trước mặt, nhìn đôi vợ chồng trẻ bên trong cười nói với nhau. Vậy là hiểu, tên kia rõ là khốn nạn. Hai mắt em rưng rưng, tay cố gắng đưa lên miệng để khỏi phát ra những tiếng nấc đau tận tâm can. Trái tim em đã đặt nhầm nơi, tấm thân em đã trao nhầm người. Ánh mắt của tên kia cũng đã hướng về Hoa khi tay vẫn còn ôm người phụ nữ kế bên mình. Hắn nhìn Hoa một cái rồi quay vào nhà, đưa vợ mình ra chỗ khác. Lúc này Hoa ngồi bệt xuống đất, ôm mặt gào to. Tôi với Long chỉ biết chôn chân tại chỗ, không cách nào ngăn khung cảnh đau lòng này tiếp diễn. Có lẽ bây giờ chỉ có im lặng là tốt nhất. Nếu một trong hai chúng tôi tiến tới, Hoa chắc sẽ còn suy sụp hơn. Long và tôi lặng thinh, chúng tôi không khóc, nhưng có một cái gì đó nghẹn lại trong lòng, nói cho chúng tôi biết rằng chỉ cần một điều nhỏ bây giờ, một lời nói được thốt lên từ một trong hai, điều đó cũng sẽ khiến khung cảnh trở nên ảm đạm hơn. Dòng nước mắt cũng sẽ theo đó mà chảy dài. Hoa đứng bật dậy, quay lại,
và nhận ra chúng tôi. Tôi giật mình nhìn em hồi lâu, rồi quay sang Long, thấy anh đang nhìn Hoa với con mắt trợn tròn. Em lắc đầu, nhanh dần theo dòng nước mắt, rồi chạy đi. Long vẫn chôn chân tại chỗ, tôi thúc anh tận mấy cái, thì anh mới hoàn hồn chạy theo Hoa. Bọn tôi gắng hết sức, nhưng dường như đôi chân lại nặng trĩu, không cách nào nhanh hơn được. Hoa đã đi xa, Long gục xuống. Giờ đây anh mới hét to, khóc lóc như một đứa trẻ. Trái tim Hoa tan nát bao nhiêu, thì tim tôi cũng đau đớn bấy nhiêu. Khi Hoa đổ lệ, lệ rơi xuống, lóng lánh tựa như hoa. Giữa cái chốn hoa lệ này, nghe người người bảo cứ lên thành phố là đổi đời, khổ đến mấy cũng sướng, cái gì cũng có, không thiếu gì để mà khổ. Nhưng giờ đây tôi đã biết, tôi hiểu mọi điều khi hoa lệ rơi. Ở cái nơi này, nơi đã làm Hoa khóc, cướp đi niềm tin, hy vọng và tâm hồn của một cô gái. Nơi này cũng đã cướp đi trái tim của một thằng con trai là tôi. Vài ngày sau, Long về lại quê. Tôi không biết rõ lý do, chỉ nghe bảo rằng anh đã nhận được thư của Hoa và giờ anh trở về. Tôi không biết cụ thể thế nào, cũng không thể hỏi, bởi mọi chuyện xảy ra đã đủ mệt mỏi cho cả hai. Là một người đàn ông, tôi nghĩ anh sẽ biết đối mặt với mọi chuyện bằng cách nào. Phải mất một khoảng thời gian rất lâu, tôi mới nguôi ngoai và bắt đầu mọi thứ. Tôi tập viết, xuất bản tác phẩm của riêng mình. Tôi cố gắng mỗi ngày, vẫn nhớ về Hoa, nhưng sự đau lòng đã rơi đi. Có lẽ trong cuộc đời mỗi người, mối tình đầu luôn là thứ gì đó khó quên, vừa vui, lại vừa có chút thoáng đau trong lòng. Tôi rùng mình, hoặc là do trái tim tôi đang thổn thức từng nhịp khi nhớ đến người con gái ấy. Nhiều năm trôi qua, người ta thường bàn tán với nhau ở các khu xó chợ rằng có một người thiếu nữ rất đẹp. Cô lang thang khắp nơi, khuôn mặt xinh đẹp với một đôi mắt thoáng buồn. Bên cạnh cô có một đứa trẻ nhỏ. Có người đồn rằng đó là đứa bé cô đã đem về nuôi. Cũng có người bán tính bán nghi, nghĩ cô làm đĩ, phục vụ đàn ông, để rồi bụng mang con hoang. Dù sao thì giữa cái chốn hoa lệ này, vẫn luôn luôn tồn tại cả hoa lẫn lệ, nơi phồn hoa dậy mà sao tiếc thay cho một phận người. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.